tahun umur. Tuổi luôn. Bóp chị cái kìm em. Hold on.
nay ha, hoài mới nói được. Cái năng được chị ạ. Gracias.
thứ năm làm gì? Chiều thứ năm. Gì đó? Nhiều anh nhiều với anh chị. Anh nhiều chứ. Chiều à? Bị tối á, làm xong á. À, thì tối thì tối thì làm được. Làm xong đi ăn á. Thì để chị khỏi đi, ví dụ máy gì khỏi hàng ai, yeah. Ví dụ đó. Định trước. Thứ năm đúng không? Chắc như thứ năm. Đi bao ra ngoài là nó đặt vé hả chứ? Vô luôn à? Dạ. Đi đâu mà? Tháng 7 tháng 10 thì ở mình còn đâu chưa muốn nổi. Lì ghê vậy. Cái lớn gì ừ. À, đợi chị coi nè. Thứ năm trúng ngày mấy? Mùng chứ không trúng ngày 15 đúng không? Thứ năm trúng ngày 15 luôn thì phải. 15 không biết là nên ngày ngày 10. 10. 10 chủ nhật còn 15 sao chị? Chị coi trúng sợ trúng ngày trúng à mà bữa tối mà đâu phải đâu. Đâu phải ngày đâu. Ngày nay không.